Hello, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay các anh chị, bên Huy mới vừa về một chiếc xe Toyota Innova số tự động 2019. Số tự động được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Và đây là một cái mẫu xe đầy đủ những cái tính năng an toàn như là cân bằng điện tử và trang bị tới 7 túi khí, ghế da, camera hành trình đầy đủ hết các anh chị. Với odo của xe mới có 40.000 cây số, lịch sử bảo trì bảo dưỡng tại hãng khá là đều các anh chị. Full lịch sử hãng nha, chuẩn 40.000 cây số cho anh chị. Vỏ là còn nguyên bản theo xe, gai vỏ còn khá là dài nha quý chị nha. Được bảo dưỡng tại hãng cho nên là đây là cái mẫu xe mà thực sự anh chị kiếm ở thị trường không có nhiều đâu anh chị. 2019 chuẩn 40.000 cây, 40.000 cây nha quý anh chị. Đấy, không có nhiều ở trên thị trường. Thì Huy sẽ cùng quý cô chú anh chị mình xem qua cái mẫu xe này. Với anh chị nào mà đang cần hỗ trợ từ phía tài chính Toyota thì anh chị chỉ cần đưa trước khoảng 270 triệu thôi. 270 triệu nha quý anh chị. 2019 40.000 cây số kiếm đâu ra chiếc xe như thế này. Dán phim che mưa. Rồi ghế da này chất liệu da xịn nha quý anh chị nha. Đấy, túi khí này, 7 túi khí. Đây, 2019 nha anh chị. Rồi keo sùng rồi ron bọng mọi thứ còn rất là đẹp luôn. Với trang bị hộp số tự động 6 cấp các anh chị. Đây, hộp số 6 cấp này, chạy cực kỳ sướng luôn. Có chế độ Eco Power, cân bằng điện tử có đầy đủ hết. Đây, odo chuẩn của xe nha. Huy nổ máy cho quý anh chị mình xem luôn. Đây, xe này, odo chuẩn của xe là 40.000. 40.000 cây số. Đây, 40.496 cây số nha quý anh chị. Đấy. Rồi camera gear đầy đủ hết. Camera gear đầy đủ hết. Đây. Đó, camera hành trình. Đây, camera hành trình ha. Ghi hình trước sau luôn quý anh chị. Đấy, dán phim đầy đủ hết. Còn chất lượng ngoại thất và nội thất của chiếc xe này thì còn khá là mới và đẹp. Đấy, trên thị trường không có nhiều những sản phẩm xe đi chuẩn 40.000 cây số như thế này các anh chị. Không có nhiều đâu quý anh chị nha. Đấy, những cái miếng ốp ở trên cái mẫu 2.0G số tự động mới có thôi các anh chị. Đấy, mình rất là thích kết cái bộ ghế da này. Da cực kỳ xịn và chất lượng quý anh chị. Có khai đĩa đồ phía sau, rồi có dãy đèn led màu xanh dương vị trí này và vị trí này. Buổi tối nó ánh lên rất là đẹp. Cửa gió thì mỗi hàng ghế đều có trang bị những cửa gió điều hòa như thế này, đầy đủ hết. Và được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai dàn lạnh nha quý anh chị. Tự động hai dàn lạnh. Đấy. Xe vỏ xe cua là còn nguyên chưa hạ luôn. Đấy, còn nguyên nè anh chị. Đấy, chưa hạ. Đó, kiếm đâu ra. Rất là đẹp luôn quý anh chị. Ok, thì thông tin sơ để cho quý anh chị mình nắm về cái mẫu xe này. 2019. 2019 quý anh chị. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm để Huy hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị, và chắc chắn chiếc xe này bên Huy sẽ bán cực kỳ là nhanh luôn. Thì giá chỉ hơn 600 một tí. Huy nhớ không nhầm là 630 quý anh chị. 630 nha. Đấy, số tự động đi cực kỳ là sướng. Nam chạy cũng được, nữ chạy cũng được, anh chị chạy gia đình cũng được, chạy dịch vụ cũng rất là ok luôn. Nhưng mà xe này thì thường là chạy gia đình, ít ai chạy dịch vụ, nó phí lắm. Vì chiếc xe 2.0G số tự động. Đấy. Gầm bệ mọi thứ là Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi anh chị. Đó. Mình xem qua ha. Đèn nè, sân trưng chưa? Đấy, đèn cản, đèn xi nhan. Đây cabo này ha. Cái khe hở với các chi tiết. Đó. Xe này thì về đăng kiểm và đường bộ còn tới tháng 4 năm 2025 lận nha anh chị. Đây, tháng 4 năm 2025. Xe biển thành phố nha. Đó, tháng 4 năm 2025. Cho nên là anh chị đi tha hồ mà đi. Ok, xe gia đình đi nha anh chị. Gia đình đi. Rồi. Dán phim che mưa. Rồi, vào bên trong nha anh chị, Huy vào bên trong. Nó hơi nắng. Mình sẽ xem nó chi tiết ha. Đấy, những cái viền bạc này. Ốp gỗ anh chị, bảng G ha, bảng G chứ bảng E không có đâu. Vị trí học lạnh này ha. Đấy, vị trí để hai cái gì? Đó. Giấy tờ, sổ sách, sổ bảo hành đầy đủ hết anh chị. Mua tại hãng thì anh chị yên tâm nha, cam kết đảm bảo xe không đông đụng, không ngập nước bằng văn bản và có chính sách bảo hành về động cơ và hộp số. Đấy, 1 năm hoặc là 20.000. Vị trí để mắt kính. Đấy. Có đèn nha anh chị, đèn gương soi có đèn. Ok, rồi. Đó. Huy đi nói chi tiết một tí để cho quý anh chị nào ở xa thì quý anh chị có thể ha mình xem
được chi tiết, rồi chị nào mà quyết định mua thì cứ liên hệ. Đây. Đó, nhìn mặt lên xuống này. Nó dơ thôi anh chị nha. Đấy, những thanh rai. Đó, còn bàn đạp thắng, bàn đạp ga này ha. Đó, có thể điều chỉnh độ cao thấp của đèn quý chị. Mở cốp. Đây, có bao dưỡng hãng nha, tại Toyota Tân Cảng Minh Huy. Rồi. Đây, cửa sau. Tắt vì cửa sau anh chị thấy không? Đẹp không? Đó, quá đẹp chứ Huy. Huy Huy đã kiểm tra rất kỹ lưỡng rồi. Đấy, không phải lăn tăn lo lắng gì hết. Ngồi rộng rãi thoải mái lắm nha quý chị. Ngồi rộng rãi ha, rộng rãi. Đấy, thoải mái. Đó, có cái bệ để ly nước ha, để iPad nào mình sử dụng. À, hệ thống điều hòa lạnh buốt lắm đó nha quý chị. À, cực kỳ buốt luôn. À, Innova là một chiếc xe 8 chỗ rộng rãi, gầm cao, gia đình đi sử dụng rất là thoải mái. À, cho anh chị mà mua những sản phẩm này về thì anh chị đi tha hồ đi thôi. À, bền lắm anh chị, bền cực kỳ bền luôn. À, với những cái mẫu xe như thế này thì thực sự là rất là bền. Đây. Ok, rồi, vị trí này con độ chưa sử dụng luôn quý chị. Còn nguyên, chưa sử dụng luôn. Đấy, tuyệt vời chưa? Đó. Đây. Không, mình thực sự là Huy rất thích cái bộ ghế da này nha. Da này khá là đắt tiền. Đó, băng sau thì dường như rất ít khi có người sử dụng. Anh chị nhìn nè, vị trí này nè. Đấy. Đó. Rất ít khi có người sử dụng nha anh chị. Sử dụng nhiều là những chỗ này nó tróc ra. À. Ok chưa? Này. Đó. Đây, bộ lon còn tán ha, còn nguyên nha quý chị. Xe còn rất là mượt và đẹp. 40.000 cây anh chị. Đây, 40.000 cây nha. Đấy, rất là hiếm có trên thị trường. Cho nên anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm, liên hệ sớm. Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn về giá, về thủ tục để quý anh chị mình mua về sử dụng cho gia đình. À, một chiếc xe tại hãng, tại đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng. À, 2019 có trang bị cân bằng điện tử đầy đủ, hỗ trợ khả năng nhân dốc. À, bọc ghế da, lót sàn, bọc trần, dán phim, che mưa, camera hành trình, camera ghe, đầu DVD, dường như là đầy đủ hết rồi chị, không thiếu thứ gì. Còn động cơ thì bên Huy sẽ bảo hành động cơ 1 năm hoặc 20.000 số, và chắc chắn với một chiếc xe bảo dưỡng kỹ như thế này thì thực sự là một trong những cái mẫu xe mà anh chị sẽ rất là bền, đi sẽ rất là bền cho quý anh chị. Đấy, thì đó là một số những thông tin cơ bản của Huy muốn gửi đến cho quý anh chị. Một chiếc xe Innova số tự động. Rất nhiều khách hàng hỏi Huy về cái mẫu xe này. Và hôm nay thì xe về thì Huy cũng dành vài phút giới thiệu cho quý anh chị, để anh chị nắm ha, nắm xe cá nhân đứng tên. Đó, bảo dưỡng hãng kỹ, rồi phụ kiện thì đầy đủ hết ha. Xe mới có 40.000 cây thôi. 40.000 cây thôi quý anh chị. Đó, rồi ngoại thất thì như Huy qua cho anh chị xem nha. Còn rất là mượt và đẹp. Chủ yếu về làm maru, vệ sinh làm đẹp hết. Và đặc biệt là những cái phụ kiện Huy thấy khá là chất lượng, đặc biệt là bộ ghế da. Đấy, đó là cái Huy khá là thích ở trên cái mẫu xe này. Thì đó là những chia sẻ gửi đến cho quý anh chị. Với giá niêm yết là 630 triệu thì đây là một cái mẫu xe mà thực sự trên thị trường không có nhiều. Và chất lượng thì anh chị yên tâm, bên hãng đã kiểm tra kỹ lưỡng cho nên không cần phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Thì bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota các anh chị. Đấy, có rất là nhiều xe cũ có, xe mới có. Thì anh chị nào có nhu cầu xe cũ thì liên hệ Huy, hoặc là xe mới thì anh chị cũng liên hệ Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị rõ hơn. Thì đó là một số những thông tin cho anh chị nắm. Địa chỉ là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Ok, Huy xin kính chào và kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Năm mới an khang thịnh vượng ạ.